Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách đăng ký kênh Luật sư Thu Đoàn và kênh Dân ta phải biết luật ta. Thì đây là một cái màn hình của Dân ta phải biết luật ta. Thì các bạn thấy không? Nếu trong trường hợp mình phát tất cả, thì ở phía bên tay phải này có hiển thị phát này chế độ tự động các bạn ạ. Nó rất là nhiều chủ đề. Còn nếu như trong trường hợp các bạn ở cái máy thường thì chúng ta sẽ coi những cái video nào gần nhất, mới nhất thì chúng ta sẽ bấm vào cái tên ở phía dưới của cái điện thoại, nó vẫn giống cái hình thức máy vi tính các bạn ạ. Các bạn thấy chữ luật sư Thu Đoàn đây. Thì các bạn sẽ bấm vào cái video. Thì nó sẽ ra những cái video nào mới nhất của luật sư. Đây là vượt quá kỹ phần thừa kế, các bạn thấy không? Đây là sửa đổi bổ sung di chúc. Cái này là hướng dẫn khởi kiện bổ sung di chúc bằng văn bản đạo đức nghề nghiệp. Còn nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn muốn xem cái danh sách phát, hồi nãy tôi có chỉ một cái ai đó vào cái việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất á, thì ở đây tôi có từng chủ đề. Ví dụ như hôm nay đây là cái chủ đề về Việt Kiều, cái chủ đề về cuộc chiến cà phê Trung Nguyên. Đây là những cái chủ đề khác quý vị và các bạn ạ. Vụ chủ đề là tranh chấp đất đai. Đây là chủ đề khi người phụ nữ đến tòa. Thì như vậy các bạn sẽ bằng cách là các bạn sẽ vào cái trang và bấm vào cái vị trí ở phía dưới cái tên của luật sư Thu Đoàn đây. Để các bạn bấm vào gọi là danh sách phát nha. Thì có tôi nghĩ là có 3 cách để các bạn, nếu các bạn không có đăng ký thì chúng ta sẽ tìm ở trên mạng bằng cách chúng ta vào Google, chúng ta search tên của tên họ và tên của luật sư là Đoàn Thị Thiên Thanh Thu các bạn ha. Tôi tên là Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, thì các bạn chỉ cần search ra, thì search là search tất cả cũng được. Xem bạn sẽ tìm đó, đây là có những tên là Dân ta phải biết luật ta gì ta, thì các bạn search bằng cách bạn hoặc search qua cái vị trí gọi là video thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái video của tôi các bạn ha. Đó là cái cách thứ nhất, các bạn tìm cái bằng cái tên. Cái thứ hai là các bạn sẽ đánh đánh bằng cái slogan của văn phòng luật sư là Dân ta phải biết luật ta. Thì các bạn cũng tìm theo cách đó thôi. Các bạn tìm bằng video nha. Thì nó sẽ ra nhiều cái chủ đề khác nhau. Rồi, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách đăng ký kênh để không có bị phải đi tìm bằng cách là Dân ta phải biết luật ta. Hay là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, hay là luật sư Củ Chi. Luật sư Củ Chi, luật sư Đoàn Gia Phúc. Cũng ra các bạn ha, mình đi tìm bằng video thì tất cả đều đều ra. Thì có những cái cách đó, thì mỗi lần các bạn lên xem thì các bạn phải đánh cái từ khóa nào là Dân ta phải biết luật ta, nào là văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc hoặc là luật sư Củ Chi. Thì các bạn chỉ còn một cái cách mà nhanh nhất là các bạn đăng ký kênh. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn đăng ký kênh. Ví dụ các bạn xem một cái video, tôi lấy một cái video của một ai đó nha. Đây là một cái video. Thì các bạn thấy không? Cái video này có là đối tác của YouTube cho nên có một cái lượt quảng cáo.
thì mình sẽ chờ xem hết cái lượt quảng cáo của người ta trong vòng vài phút. Thì các bạn biết không, khi mà mình xem miễn phí như vậy, mình cũng không trả tiền, thì cái YouTube này họ quảng cáo và họ share với cái người làm cái chương trình cũng giống như tôi vậy đó. Tôi ở hướng dẫn cho quý vị và các bạn, nhưng mà nhờ những cái lượt quảng cáo này kiếm thêm một cái chút phí nhỏ nhỏ để gọi là chi phí máy móc thiết bị thôi. Thông thường ở ở người Việt Nam mình thì hay bỏ qua cái quảng cáo. Thực ra thì tôi nghĩ một cái video mà khoảng trong khoảng chừng 10 phút các bạn ạ. À, cái từ cái đoạn này tới đoạn này nè, 10 phút mà chúng ta chỉ có mất khoảng khoảng vài giây cho cái việc quảng cáo thì tôi nghĩ nó cũng là chuyện rất là bình thường. Mình gọi là cái động tác gọi là có qua có lại các bạn ạ. À, chỉ có mất khoảng khoảng vài giây cho cái việc quảng cáo thì tôi nghĩ nó cũng là chuyện rất là bình thường. Mình gọi là cái động tác gọi là có qua có lại các bạn ạ. À, thì các bạn quảng cáo xong rồi các bạn thêm một cái nút like ở đây nha. Thì đăng ký kênh thì các bạn sẽ thấy cái màn hình ở phía dưới, cái này tôi đã đăng ký kênh của người ta rồi nè. Bình thường khi mình xem bất kỳ một cái video nào thì chúng ta sẽ thấy có cái chuông ngay thế này. Thì tôi trở lại chế độ hủy đăng ký rồi. Hủy đăng ký bạn ha. Đó, khi mà chúng ta vào cái màn hình thì chúng ta sẽ thấy kênh luật sư Thu Đoàn là đăng, và chúng ta đăng ký bằng cách một cái, và chúng ta sẽ đăng ký thêm một cái thứ hai nữa. Thì tất cả những video nào mới nhất của luật sư Thu Đoàn sẽ được xem trên này các bạn ha. Tôi hướng dẫn thêm một lần nữa là qua một cái kênh khác vậy. Kênh này là của một người bạn, thì các bạn thấy không, bạn Myron TV nè. Thì bạn sẽ có một cái này là mới nhất, mình sẽ phát tất cả. Thì cái nào mới nhất của bạn Myron phát trực tiếp 15 giờ trước thì các bạn sẽ bấm một cái like. Và tôi thử nha, các bạn sẽ thấy bình thường như thế này. Còn nếu như trong trường hợp các bạn đăng ký thì các bạn click vô thì các bạn chỉ đăng ký thôi. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp đăng ký thêm một lần nữa thì còn hiện tại tôi có một cái kênh nữa, đó là cái kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta, cũng là Thu thôi các bạn ạ. À, nhưng mà Thu đang làm về những cái chủ đề, trong này có ba cái chủ đề chính nè, đó là cách suy nghĩ của luật sư. Xin chào quý vị và các bạn. Đây, cách suy nghĩ của luật sư. Câu chuyện thứ nhất là tranh chấp đất đai các bạn ha. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ được nghe chia sẻ mua bán bất động sản an toàn. À, ví dụ như các bạn sẽ vào đây và các bạn để lại comment. Thì như vậy trong cái điện thoại cũng vậy. Các bạn search lên mạng và các bạn đăng ký, sau đó các bạn sẽ đăng ký thêm có hai cái phần râu râu đó. Thì chúng ta sẽ thấy nếu trong trường hợp tiếng Anh thì chúng ta sử dụng subscriber. Cái phần ở ngay chỗ này nó để chữ là subscriber các bạn ha. Còn tiếng Việt thì nó gọi là đăng ký và hủy. Rồi, như vậy cảm ơn quý vị và các bạn. Trong video của tôi có hai kênh. Kênh thứ nhất là kênh luật sư Thu Đoàn, kênh thứ hai là kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hy vọng là các bạn cứ đăng ký đi. Kênh luật sư Thu Đoàn thì tôi sẽ live stream vào lúc 7 giờ rưỡi buổi tối, và 8 giờ thì có video. Bạn coi thử coi nha, có video vào lúc 8 giờ không? Cái này ủa sao rồi tôi lại là ngày 13, đúng ra là ngày 12 mới đúng. Tôi sẽ chỉnh lại cái phần này.
Tôi sẽ chỉnh lại cái phần này. Đúng ra là ngày 12 là ngày hôm nay á quý vị. Sao đâu? Hồi nãy không để ý cho nên mình chuẩn chỉnh nó sang ngày 13 luôn. Ủa, ra video công khai rồi mà ta. Vậy nha quý vị và các bạn, trong cái dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ trả lời quý bạn đọc những cái câu hỏi về mua bán bất động sản an toàn và cái suy nghĩ của luật sư. Còn cái kênh luật sư Thu Đoàn thì hy vọng là các bạn sẽ đăng ký ở phía dưới này. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn nha. Các bạn nhớ nha, dân ta phải biết luật ta và luật sư Thu Đoàn. Hai kênh đều là của tôi hết. Cảm ơn quý vị và các bạn. Biết luật ta và luật sư Thu Đoàn. Hai kênh.